Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố để lấy ý kiến vào dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quy định chi tiết về một số điều của luật đất đai. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, các huyện, thành phố. Dự thảo nghị định của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất bao gồm 3 chương, 32 điều. Nghị định quy định chung quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở. Các trường hợp khác được bồi thường về đất và điều kiện được bồi thường về đất. Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống, đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Việc bố trí tái định cư cho người tự nguyện tặng cho nhà nước quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai gồm 10 chương, 114 điều, hướng dẫn thi hành 53 nội dung của luật đất đai. Dự thảo quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguồn thu tài chính và các khoản chi của văn phòng đăng ký đất đai và tổ chức phát triển quỹ đất. Giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp của Văn phòng Đăng ký Đất đai, Tổ chức Phát triển Quỹ đất. Sau khi nghiên cứu các dự thảo nghị định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và dự thảo quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tỉnh Ninh Bình đã có văn bản góp ý về một số nội dung, như đề nghị cơ quan soạn thảo luật xem xét đối với khoản 1, điều 4 để đảm bảo sự thống nhất trong quản lý giá đất. Cần có quy định rõ trường hợp áp dụng tính giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại. Quy định rõ vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo quy định về vùng dân tộc thiểu số và miền núi, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hay theo quy định của pháp luật về đầu tư. Làm rõ quan điểm về đất cơ sở y tế khác và đất cơ sở giáo dục và đào tạo khác cho phép hoạt động là những cơ sở như thế nào. Vì liên quan đến việc xác định các trường hợp thu hồi đất theo Điều 79 Luật Đất đai 2024, cần có quy định cụ thể hơn đảm bảo thực hiện thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 136 Luật Đất đai năm 2024. Nghị định cũng cần quy định rõ diện tích các loại đất xác định theo nhu cầu cấp tỉnh và diện tích các loại đất xác định theo nhu cầu cấp huyện là không được vượt tổng chỉ tiêu sử dụng đất của các nhóm đất chính đã được phân bổ. Tại thời điểm này, Luật Đất đai 2024 chưa có hiệu lực thi hành thì đối với các tỉnh được phê duyệt quy hoạch tỉnh nhưng kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh chưa được phê duyệt thì thực hiện như thế nào? Đề nghị quy định cụ thể để các tỉnh thực hiện.